Hi guys, welcome to Monster Legend Nam channel. Welcome to my channel. And sorry my friend, my English not very well. Thank you so much. And today I get new monster in multiplayer. Yeah, here I open chat tier 6 and I got him. Yeah, and I grab him in Monster Lab here. Yes. And the next time I will make video review him level 1 to 100 for my friend. And today I fight in Red Group Survival Dungeon. Okay, and I will fight more. I will get more cells from my own monster for Red Group. New monster, yeah. Rồi chào cả nhà, chào mừng các bạn quay trở lại cái series game về Monster Legend. Và ok thì ở tập thì mấy hôm nay thì mình đã nhận được bạn này ha, đang grab trứng này, bạn này trong cái có một free trong multiplayer ha. Và tập hôm nay thì mình sẽ đánh trong dungeon này, tiếp tục đánh trong dungeon để kiếm các cái cell của quái vật ha, mà mình sẽ đăng cấp. Ok. Rồi thì cái đội hình mình sẽ sử dụng ha là đó là đầu tiên đó là chúng ta sẽ có tanker, một tanker không thể thiếu, đó là King Adam, và một supporter đó là Uriel cả nhà. Uriel mình đang là cấp độ 134 nha. Rồi và chúng ta sẽ lấy tanker King Adam ra tan cho team đó, mà mình cũng sắp tới mình sẽ train hai bạn này ráng lên được một level 150. Hơi chậm các bạn nhưng mà kệ cũng được ha. Rồi ngoài ra thì mình có chọn thêm Amania nữa các nhà, để kiếm Excel của Amania ở cái vòng đầu. Xong đó mình sẽ đổi qua Elvira để mình training cho Elvira nữa nha. Rồi Amania mình chỉ add thêm hai cái rune, ba cái rune level 5 thôi ha. Từ từ nha, từ từ. Ok, I will level up Amania here. Yeah, see level 110. Ok, rồi mình đã nâng bạn này lên 1 sao rồi cả nhà. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ vào đánh nào. Sorry. Yeah. Rồi tập này sẽ hơi lâu nên mình sẽ tua nha. Ok, nó sẽ đánh nào. Đó. Boom. Rồi mấy cái này rất là dễ ha, chúng ta sẽ kiếm được rất là nhiều cell luôn, 2 cell này. Ờ, 2 cell của Amania luôn, quá ngon. Cái này nói chung là cho cell free cái nhà, nhưng mà hơi nhát đánh. Một số bạn đánh một thời gian thì bắt đầu chán giống mình. Bỏ ha. Nhưng mà đây là cách duy nhất để chúng ta kiếm cell như free ha. Khá là nhanh luôn. Chen. Boom. Mình để auto đi cái nha. Auto nó sẽ rất nhanh. Boom. Yes. Victory. Easy. Tăng tốc nào. Ok, 8 cell. I get a cell by Amania. Yeah. Boom, wow. 115,000 damage. Victory, ok, win cái nào. Rồi. Tiếp tục 10 cell của King Adam. Yes, 10. Flood 10 King Adam cell. Ui, 3 quay luôn nha. Sẽ auto đánh nhanh nào. Boom. Rồi, next way. Boom. Rồi, the last way. Nice. Very good team. Victory. Easy.
Yes, and it. Nên phải 10 cell, key item cell, yeah. 10 key item cell, yes. Level 60 Z Horsey. Boom, yeah. Victory, easy. Tiếp tục nào. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục. À, cái này là có một chặt thôi này. Boom, 254.000 đam. Armenia thì các bạn trên rank cao thì dùng để làm attacker các bạn. Nhưng mà phải rank cao một xíu thì mới chơi sử dụng được ha. Còn khúc dưới này thì các skill hơi yếu. Ok, 12 cell, khi nhận 5 cell, ok. And level 80 Fly. Boom. Next play. Yeah. Free time lại đúng không? Tiếp tục nào. Ok, victory. Rồi. Next. Yeah. IT. Yeah, IT. Level IT. Two way. Yes, I meet Sapman. To submit monster. Okay, guys. You can use Uriel and King Adam and one attacker in rank group dungeon. List 19. You can win everywhere. Good luck, my friend. Boom. Wow. Rồi, victory cả nhà. 20 cell. Yeah, 20 King Adam cell. Okay, guys. Level 100, yeah. Rồi, ba quay bắt đầu khó lần cả nhà. Chúng ta sẽ sắp tới chuẩn bị mình sẽ đổi ha qua Evira Demon Slayer. Mình sẽ đánh Evira trên đi. Evira của mình đang level 144 các bạn. Thì cần rất là nhiều cái mảnh ha để nâng lên 150. Mình sẽ cố gắng ha. Bum. Okay. Yes, he got so many effects. Phase zero. Cái này là bạn Baron ha, Baronet này. Rồi cái này bạn này mình quên tên rồi này. Cái này bạn là Baron X. Này là cái gì quên tên rồi ta, lâu quá rồi không nhớ các bạn. Team đánh hơi yếu ha, tại vì Armenia level thấp với lại mình chưa add rune strength nhiều các bạn. Giai đoạn đầu đa số là support ha, thì mà rank cao rồi thì các bạn ở rank cao sẽ sử dụng cho làm cái tấn công attacker làm chính luôn để dồn sát thương. Tại vì Armenia có cái hệ thống trade. Đó,
thì mình tạm gọi là cái kiểu như là kỹ năng vốn có cả nhà. Rất là ngon. Một cái chai dài luôn. Lào à. Rồi xong team này mình sẽ đổi qua Evira nha. Cho nhanh. Ok. Last way. Khá lâu ha. Bèm rắn này, Pyroid với lại Hamster, Slumster chứ. Wow. Rồi, book xóa hiệu ứng. Ok, bài rắn này. Rồi đấy, Slumster. Rồi bay Slumster và còn một mình Fizeroot cả nhà. Không có đam chủ lực cho nên là cực kỳ yếu ha. Bên nào bum còn 200 máu. Ok, 25.000 máu cả nhà. Rồi em thiêu quá ngon cả nhà. Stunny cùng với lại một cái dừa đốt. Rồi bye bye Fizeroot. Victory. Yes, I will change my team. Change Armadia. I will chose Evira Demon Slayer. Yes, change. Rồi mình sẽ lấy Evira cả nhà. Đây, đây chính thức là đội hình siêu mạnh nè. Phá đảo ha, phá đảo thế giáo. Rồi. Ôi, ok. Bây giờ mình sẽ đánh bằng tay nha. Nó sẽ chơi tay này, không có sử dụng cái kia nữa. À đây, bùm. Rồi, bùm. Firecatcher. Mega Stone. Ok, nice. Rồi một cái sạc, ok, nhường cho Evira đánh này, bum. 207.000 máu. Rồi, history easy. 20 sale, tiếp tục 20 sale của ai đây? Evira nào. Uriel. Rồi chúng ta có rất là nhiều các cái trận phía trước luôn. Ok, rồi tiếp tục là một rule. Chúng ta sẽ gặp Teddy Bomb, Grisa, em lại Cherub Kubi. Bum, một session. I will kill the Cherokubi. Here. Yes, the to blind. Bye bye, yeah. And when I rap I send micro. Bụng máu này nào. Bum. Oh, sorry nha nha. Cái này có chiêu chống chi dừng động ha. Rồi sao bỏ hiệu ứng nè. Sạc. Rồi bum. Bye bye. Ok, chúng ta sẽ bum. Rồi sạc đi ha. Rồi sạc luôn cho Demon Slayer. Ok, classic victory easy. Khá là dễ ha. 23 cell này. Bây giờ chắc chắn sẽ là Evira nào. King Adam cả nhà. Ok, chúng ta sẽ xem được mình đã nhận được bao nhiêu. 45 cái Armania này, 75 xe của King Adam và 34 xe của Evira. Tiếp tục đánh nào. Level 130. Fine. Highway. Ok. Two way. Position. No Himegato. Yeah. Megato cả nhà. Chúng ta sẽ dồn đam vào đây luôn.
Boom. Ok. Rồi, rất là ngon luôn. Ok, chúng ta sẽ bút máu với lại giáp nè. Hồi máu luôn, rồi. Một cái chiêu boom. Ok, hút hết đam vào trong bạn tanker kia ha. Yes. Mình để giữ dưới hình chiêu nè. Chúng ta sẽ book tiếp một cái gì đây, Phantom, ok. Và một chiêu hồi máu lại. Boom. Wow, 1,6 triệu đam các bạn. Khá là mạnh ha. Sạc nào. Sạc luôn. Rồi chúng ta sẽ chuẩn bị đẩy sâu hiệu ứng này. Rồi một phát đam. Yes, next way. Ok, boom. Rồi chúng ta sẽ tiêu diệt bà nào trước đây. Đây trước ha. Funky. Fendi hay Funky? Fendi vậy. Megastone. Rồi vòng này chúng ta sẽ nạp máu với lại mana lại cho toàn team này nha. Boom. Ok. Hồi mana hồi máu này. Giá sạc nè. Sạc tiếp. Lại sạc ha. Rồi bút một cái giáp. Thôi sạc luôn đi. Sạc luôn. Ok, curse. Megatol. Position. Ok, regeneration tiếp tục nào. Chúng ta sẽ đạt Underworld. Không biến ha. Một cái position. Repentancy. À, bằng này có cái khóa các bạn. Khóa tọt rồi. Megastone. Repentancy and Evasion. Regeneration. Tiếp tục Underworld. Và một chữ cuối. Boom. Bye bye. Victory. Yeah. Yeah, 26 sale của Orel cả nhà. Tiếp tục phá đảo nè. Phá đảo thế giáo. Fine. Thì 135 nha. Everywhere. Đây các bạn này có thau này, dùng hết đam một kia ha. Nó sẽ cho nhiều này, ok. Rồi, có thau là ngon cả nhà. Ui. À, không có được đánh tim tớ nha. Ok, mình không được để Aureo chết cả nhà. Chúng ta phải dồn hồi máu lại cho Aureo nha. Đó, linh hồn của tim. Boom. Rồi bye bye. Yes. Ok, Aureo nè. Chúng ta sẽ book một cái này. Ôi, quay xoay quấn hà. Until. Yes. Very nice team. Daisy, ok. Rồi rút mana, chúng ta sẽ sạc nào. Rồi sạc tiếp nào. Sạc. Draw, yeah. Rồi sau hiệu ứng tiếp nào, sau hiệu ứng cho team và hồi máu. Và mình sẽ book một cái Sandum cho. Và một cái xoay quấn. Dạ. Và chúng ta sẽ đam nha. Đam. Ok. Khá là ngon. Sạc nào. Ok, còn một bạn mình bạn này. Until try to disable cả nhà. Và nó sẽ xóa hết tất cả các hiệu ứng luôn. Ngon, quá là ngon. Và chúng ta sẽ repent. Và sạc. Sạc luôn. Sạc luôn. Sạc luôn. Ok, chuẩn bị năng lượng cho cái chặng sau nha. Rồi sạc luôn. Ok, bye bye. Victory. Và chúng ta đẩy tim, đẩy máu tim với lại mana luôn.
28 sale của Unreal. Và chúng ta sẽ còn 6 lượt nữa ha. Tiếp tục nào. 140 30 sale. Ui, lần này hình như không có đó, không có sale của Evra luôn cả nhà. Ba quay nè cả nhà. Ba quay. Ok, đánh luôn. Bum. Ok. Rồi chúng ta sẽ mega stun. À mà lại có chấm stun ha. Rồi chúng ta sẽ bục hồi máu này. Và đam. Penalty to supply. Ok. Yeah, I char and 100% micro damage and good. Rồi ta sẽ sạc nào. Ok, bye bye. Let's play. Burning block. Ta sẽ xóa. Khó rồi. Ôi, có một cái khóa luôn các bạn ơi. Ok, không sao. Ta sẽ bêm này. Rồi ta sẽ sạc nè. Tại vì hồi nãy mình bút một cái xóa hiệu ứng ha, thì nó có một cái khiên nó block, nó khóa, nó không cho xóa hiệu ứng này. Thì bây giờ mình sẽ cần tool tiếp theo để mình xóa hiệu ứng cho King Adam, chứ không là King Adam sẽ chết nha cả nhà. Rồi bêm. Rồi xóa nào. Yeah. Đó, linh hồn ha. Linh hồn của team nên là Udeo không được chết nha. Rồi chúng ta sẽ đẩy. Này thì khiên ha. Này thì đam to này. Bơm máu này nè. Bút khiên luôn nè. Ok. Rồi bây giờ bạn này sẽ bị rút máu đến chết. Này chúng ta sẽ sạc thôi để cho cái vòng tiếp theo nha. Ok, bye bye. Rồi tiếp theo. Cái này là way 2 đúng không ta? Ok, dính position toàn team luôn. Một cái bên mình... không dính. Không có đốt được. Rồi mega stun cho đây. Nice, very nice team. Và Aurel mình đã hết mana cả nhà. Sạc. Torvald, yes, I kill Torvald. And boot my generation health. Storm, set storm to on enemy, yeah, to lock. And remove all effect. Và yeah, khá là nhiều hướng luôn cả nhà. Rồi bây giờ là sẽ đốt lên chết luôn thôi hả? Chúng ta sẽ sạc thôi. Chúng ta sẽ hồi máu lại mana thôi các bạn. Này, hồi máu này. Đó, bây giờ mấy ông bị đốt không còn gì luôn. Vẫn còn lì kìa. Tiếp tục ta sẽ book regeneration tiếp và phản đam. Rồi, sạc tiếp nào. Bye bye. Sạc nào, rồi bye bye luôn. Ok. Victory, easy. Phun máu, phun mana. Ui, now I got 30 Evra Demo Slider Cell. Rồi như vậy là mình đã có 30 cell của Evra thôi cả nhà. Victory Eco, yeah. Rồi chẳng là chúng ta chỉ có một trận thôi này, rất là dễ luôn. Boom. Bam. Ok. Rồi sạc đi. Và chúng ta sẽ clear. Và chúng ta sẽ đam. Bum. Rồi còn mình còn một mình Vulcanic ha. Chúng ta sẽ sạc luôn. Và bút phản đam. Rồi chúng ta sẽ hồi máu cho team. Ok, chúng ta sẽ đam luôn. Dạ. Evasion cả nhà. Dạ.
rồi chúng ta sẽ không làm gì cả. Sạc. Rồi bạn này hết efficient, chúng ta sẽ đam nha. Yes, còn 66.000 máu. Ok guys, sạc nào, sạc luôn. Ben, nhấn Ben. Evasion, chúng ta sẽ xóa evasion. Và chúng ta sẽ sạc cho Evira. Sạc luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ đam. Ok, hồi máu nè. Evira, ok, bye. Win. Và tiếp theo là chúng ta mình sẽ được cái sale gì đây này. Sale gì đây? Ok, 40 sale của Evira cả nhà. Như vậy là mình được 70 sale. Wow. Này này này. Tiếp theo chúng ta sẽ gặp King Adam. Yeah. Rồi, chắc chắn sẽ có Mega Tall rồi cả nhà. Thì mình sẽ xóa hiệu ứng luôn đi. Mô giáp và ha. Rồi dồn đam này. King Adam. Yes. Đó, rồi chúng ta sẽ bút phát đam. Và chúng ta sẽ dồn đam tiếp. Đây, chắc chắn là sẽ chịu không nổi đâu ha. Tiếp tục dồn đam nữa cả nhà. Bum. Và hồi máu cho team. Rồi mình sẽ book tiếp Sandstorm. Ok, rồi bye bye King Adam rồi đấy. Không nhớ được một đống hiệu ứng nữa cả nhà. Vẫn lì. Vẫn lì ha. Rồi sạc nào. Sạc luôn. Book xóa bỏ hiệu ứng. Rồi. Ui. Thôi xong luôn. Chơi ngu rồi cả nhà. Chơi ngu rồi. Không đáp theo ha. Tiếp tục là Curse. Rồi bye bye kia em nha. Bây giờ mình sẽ giết hai ông này. Mình sẽ đàm hai ông này ha. Boom, Burning and Repetage. Ok, Bantam ha. Rồi sạc nè các nhà. Đàm đây luôn. Rồi ok, Bantam ha. Sạc luôn. Xóa hiệu ứng nào. Sạc. Sạc luôn. Phát đàm. Bây giờ mình sẽ dồn sát thương vào đây để cho bạn này giết luôn. Ok. Bye bye. Victory. Tiếp theo là sale của ai đây? 40 sale nào. Kia đêm. Yes. Rồi ba trận cuối cùng nha cả nhà. Hydroron, Duke Stream Wider and Emirate. Chúng ta sẽ có hai way nha. Kháng hả? Ồ, ngon ta. Hai chiêu đã đánh bum. Ok. Rồi, đây là chắc chắn bạn này là sẽ là attacker chính các bạn. Chúng ta sẽ đam hồi máu nào. Yes. Hồi máu luôn. Yeah. Bum. Ui. Ôi, bút đam luôn nha, ghê nha. Xóa hiệu ứng nè. Rồi, Storm nè. Ok. Xóa hiệu ứng tiếp. Đam vào. Dạ. Sạc. Stun. Không stun được nha. Ok. Evira có một chiêu bút evasion. Nhưng mà nãy giờ mình chưa dùng luôn các bạn. Wow. Đây bạn này có mớt này có chiêu chống hồi sinh ha. Thì mình phải ưu tiên đánh mớt trước cả nhà ơi. Ok, chúng ta sẽ book được possession. Rồi, chúng ta sẽ đam mớt nào. Dạ, yeah, Bunny. Ok, win nha. Sạc. Hết mana rồi. Bye bye mưa. Này là cái gì mà cream, ice cream như thế này. Thì đam. Rồi ta sẽ bút máu cho King Adam. Rồi 100% máu nào. Rồi ok.
sạc, sạc luôn, sạc luôn và sạc luôn. Bye bye. Ok Victory. Rồi chúng ta sẽ có còn hai lượt cuối này. Ok 40 sale của Evra nha. Mình đã có được 110 sale của Evra rồi, wow. Tiếp tục này chúng ta sẽ có một ba quay luôn. Video này hơi dài cả nhà nha. Yes. Đầu tiên là chúng ta sẽ đây đam luôn ha, đam luôn nha. Rất mạnh. Rồi hồi máu và phản đam nào. Ok. Hồi sinh. Rồi chúng ta sẽ đam từng bạn nào. Bum 698.000. Kinh ha. Mình sẽ để dành cái chiêu này cho cái lượt tiếp theo. Rồi chúng ta sẽ hồi máu 100% máu. Ok. Regeneration. Tiếp tục hồi máu nào. Và đam. Bum 271.000. Wow. Rồi mình sẽ dùng chiêu này cho until cho toàn team. Rồi chúng ta sẽ book cái này cho bạn nào đây. Mình nghĩ là Fendi đi ha. Sandstorm, yeah. Sạc nào. Book giáp rồi, book kia nữa ha. Đánh luôn, yeah. Xóa khiên. Chia số khi này chia đầu tiên. Rồi xong cái game đi nè các bạn ơi. Hồi sinh lại nào. Ok winning. Bị position cả nhà. Rồi mình sẽ giết luôn bạn này. Ok và chúng ta sẽ sạc hồi mana lại cho team. Rồi reo nào. Hồi mana hồi máu. Mình ông định bằng tôi chất ha. Yes, Curse and Burning. Sạc luôn. Nghe tâm hồi báo này nào. Yeah. Sạc. Không cần. Chúng ta sẽ cho White 2 nè. Vẫn không có tan ha. Chúng ta sẽ đánh trực diện luôn này. Light Header and More. Ok. Burning. Ok. Enemy get burning and sandstorm. Ok, nice, sandstorm. Sạc nào. Nói chung là cái team này rất là mạnh trong rank cup này cả nhà. Sao bảo hưởng vào hồi máu nào. Sạc. No, sạc nào. Tiếp tục ha. Một đống hiệu ứng đó luôn cả nhà. Lại là bút khiên. Ok. Stun. Boom. Đạm. Yeah. Rồi chúng ta sẽ sạc đi. Chuẩn bị cho trận cuối ha. Rồi sạc hết nào. Ok. Victory. Rồi trận cuối cùng rồi các bạn. Level 150 là sẽ có được 42 sale của King Adam và 50 sale cuối cùng của bạn nào đây. Chúng ta tiếp tục là chúng ta sẽ có 3 quay khá là lâu. Yeah. Mình sẽ clear hiệu ứng này rồi. Chính cơ là vui rồi ha. Mạnh bay thì đam to ta. Rồi chúng ta sẽ cần gì đây? Chúng ta sẽ cần đam luôn, yeah. Không sợ ha. Ok, hồi sinh nào. Ui. Mình cần hồi máu và mana cho
Ôi, mới block. Mới block redirection rồi các bạn. Clear cho team. Ok, chúng ta sẽ book evasion ha. Đây, yeah, book evasion. Ok, như vậy là đã. Ui, mình phải cần mà tiêu diệt được mớt cả nhà. Do team chưa chuẩn bị sẵn ha. Rồi đánh mớt nào. Ok, và khi mà mớt chết chúng ta sẽ hồi sinh được cho King Adam. Hay mana luôn. Rồi hồi sinh King Adam. Chúng ta lại có tan tiếp. Rồi bùm. Ôi, King Adam lại đi các bạn. Chúng ta sẽ đến đây. Ok, sạc nào. Bây giờ mình phải cần tool cho Uriel các bạn, để cho mình có thể có mana cũng như là tool để hồi sinh cho King Adam nha. Ta sẽ book evasion cho King Adam nào. Rồi hồi sinh tiếp. Bấm hồi máu King Adam. Rồi lại đi nữa các bạn. Trời ơi, curse in the world. Sạc book evasion. Hồi máu, hồi cho King Adam. Và cho đi luôn. Ok. Rồi trận cuối cùng ha. Chúng ta sẽ rồi sạc nào. Đừng đánh King Adam nha. Ok. Rồi hay quá. Ui. Lại đi nữa cả nhà. Rồi chúng ta sẽ xóa risk. Ok. Hết máu rồi ha. Đàm luôn. Yeah. Sạc nào. Đây hai ông này, hai ông attacker chính nè các bạn. Rồi position rồi. Sạc để dùng ngẫu nhiên. Ui. Bềm luôn. Yes. Evra mạnh mà. Quên. Chúng ta đàm thoải mái ha. Ok, như vậy là mình đã win cái survival rank cấp này nha. Và chúng ta và cứ thế mà đánh thôi các bạn. Nhưng mà mình sẽ đánh theo cứ khi nào mà nó hồi ha, mình sẽ đánh, mình sẽ kiếm sale cho các quái vật và mình sẽ nâng cấp tiếp cho tất cả các quái vật lên. Dần 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 sẽ lên max level ha. 50 sale cuối cùng nhìn cho King Adam. Một tăng cơ. Ok, chúng ta sẽ tổng kết lại ha, mình có được 207 sale của King Adam này, 110 sale của Evira này, 88 sale của Uriel the Divine và 45 sale của Amania nha. Dạ. Yeah. Rồi, như vậy là video kết thúc ở đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi này. Nhấn đăng ký cũng như là like video ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Yes, and video. Thank you my friend. Don't forget to subscribe, like and share to my channel. Thank you and see you in the next video. Yeah.